Quan vô anh. Quan vô anh. Ủa quốc anh hay. Quan vô. Ăn nó luôn không? Không ơi. Có chả vào bây giờ không có. Vậy canh đâu hả? Hả? Làm hai tô bánh canh với hai đi trà đường. Đây mà ba mươi năm năm bây giờ mà cái thú luôn đấy nè năm mì không ở chị mì á đừng muốn tranh hai mì luôn vậy năm hai mì luôn ơi để thịt không nghe đừng để da không để da không theo tiền tao không cho cũng cặn chưa tiền đấy chưa chưa hôm nay vô cũng đâu kia chết mẹ rồi khóm rồi cái nón này hai thằng khóm bữa nay tôi thấy cỡ nào cái nón vô kìa Heo ơi, heo nữa á. À, không chết mẹ. Heo. Quá. Heo anh nữa. Heo anh nữa. Hải quanh kia kìa Hải, chỗ này là Hải. Nó theo mày chân. Chỗ này mắc cửa nè. Đó. Ừ. Đó. Lên thì thằng thua thì lỗ thằng trong nữa. Ô hả ơi. Cái gì? Cũng dính chuột. Chuột với ai? Không chạy. Ở chơi như là miếng bánh mày. Vậy là nó tốt lắm. Mày như nó học chung cùng với em này. Mà nó gì chứ. Nó quánh hồi lao động rồi là em quánh nó rồi nó bắt nó tỉnh. Nghỉ nở nhà bàn hả gì? Cũng cái cấp ta rồi đó. Ông già tôi cũng tao lo cho. Đây là cấp, ổn không hả? Ác gì đó. Tao đâu sợ ổn đâu. Nè mày. Nào. Sao nó có cầu một cái gì? Có ai đang cầu không? Đó là tao cáp con cậu như tao mà không dám như vậy mày tại giận luôn trời ơi quýnh à lâu lâu anh cho em nói bữa tối nay nguyên nhân sao? Tặng cái video đó chút mọi tiêu đề có cho ké tên em vô với. Rồi, tên Khang gì? Sang cục điện. Sang cục điện phải không? Rồi. Xe nó nhiều lắm, phải đua xe nó nhiều lắm. Lắm trên thiết. Cái biệt danh nổi ở đây là Sang cục điện. Nhớ cho em vô cái tiêu đề nha. Rồi. Cái này lên đóng rồi. Cái này lóc rồi. Chân năm gói. Hiểu cá đâu rồi? Hiểu cá đâu chết. Hiểu cá đâu rồi? Nói kêu lên hai gói đi. Không, hai gói. Không. Đi sao rồi? Đi rãi là sao? Hả? Đi rãi là sao? Đi cũ à? Ai thua ai theo đi cũ rồi? Theo đi cũ hả? Đi cũ. Ai thua theo đi cũ nữa? Thành nhớ. Quý không? Tập thua. Bởi vậy đi. Ê! Say! Say! Hả? Say chạy muối như em chân mẹ em chân em chạy muối mới chồng thằng say say quậy say say đánh thua này bên kia nào say ơi muối mới chứng dẫn đâu vậy chứng dẫn đâu thầy thẻ luôn hả
Đây, hỏi mùi mơ. Em sai gì mà chơi mơ. Hai lắm rồi. Mấy người kia theo lỗ bên kia chứ. Hai gửi đó. Hai gửi đó. Đừng mua mơ. Cho em 5 tao một coi nghe. Tao đâu? Có không? Em chơi là chân của chị đâu? Chân của mình đi vô phòng hả? Mày có vô chưa? Chưa. Vô. Một gói thôi. Xin giới thiệu với các bạn kèo 4-4 Nô Chi Lăng chấp 2 cầu Sang và Nghị nhà bàn điểm 0-0. Đâu? Còn anh quay xi hay chồng còn anh nhớ đọc bài anh nhớ nào bài không? Chuyện ra kia ơi. Điểm 1-0. Lão kìa. Đâu đấy? Ai đấy? Cầm giùm con gái. Đây, cầm cái một hồi. Đây, đây cầm cầm đó, cầm luôn đi. Không được, nó lên nó bị chán lại lắm. Điểm một điều. Chủ tịch gặp bí thư trắng rồi. Mày gắn đi. Chủ tịch gặp bí thư trắng rồi sao đi? Chủ tịch đi bên mình cái kết. Điểm 2-1. Rồi đúng rồi. Chủ tịch gặp bí thư gãy gãy rồi, gãy cửa rồi. Điểm 3-1. Té. Đó, trời ơi. Rồi luôn rồi, gặp chưa? Gặp bí thư bên đây đụng á, cúng quéo giụm nha. Điểm 4-1. Gãy được coi. Này. Nhìn là biết rõ rồi. Có 5 chai. Có đầu gì còn bộ xương nhé. Nghĩ giờ nó quánh xuống rồi đó. Này điểm 2, 3, 2, 4 ta. Sao lấy? 4 lên đủ. Này 5 cái gì nữa đó. Này 5. Này 5 đó anh Sơn. Điểm 5, 2. Điểm 3, 5. Ngoài. Phát bóng tốt điểm cho anh Nô. Rồi, điểm 6-3. Qua kìa. Ở lại. No. Giả nách lên coi. Hết trong nách Nô luôn rồi. Trời ơi. Điểm 7-3. Mau xong trời. Đá ba cây này em ăn lên. Đi thoải mái đi. Tự đi vào em đó. Điểm 8-3. Điểm 48. Thằng sáu đến thinh luôn trời. Tốt quá Nô ơi. Không ai vỗ tay, không ai la lên chứ. Hay quá Nô ơi, tỉnh bắt mày. Tao này từ tỉnh xuống giờ bắt á. Điểm 94. Yeah. Yes.
Điểm 14. Hai gói, hai gói anh nãy. Nãy mà hai rồi bạn xuống một. Cũng đặt xuống một. Lấy hai gói. Đúng mẹ, tự nhiên hai cái xuống một. Ông ta dành dành cái quần đủ mấy ông cự rồng kia. Nét nét em nói nghe nè. Điểm 5-10. Ra chỗ khác cho tao quay. Sao đủ. Điểm 11-5. Đi rồi. Vô. Tốt quá nào ơi. Chị chắc. Vỗ tay luôn cái chạy. Rồi bắt gà, xé nét vô. Chung tiền. Theo đó. Được. Ngoài. Ngoài. Điểm 6-12. Điểm 7-12. Còn đâu mà còn. Điểm 13-7. Tốt. Điểm 8-13. Hay quá, rất tiếc không thể. Điểm 14-8. Hết bình luận luôn trời. Bình luận giùm cho chú luôn đi nha. Chủ tịch gặp bí thư mà. Hết quýt rồi. Vậy luôn. Điểm 9-14. Quá tốt. Quá đẹp. Kết thúc trận đấu. Nô chiến thắng. Trời ơi, giành kết thúc trận đấu. Giành là thổi. Giành là thổi. Nô chiến thắng Nghị và Sang. Chi Lăng chiến thắng Nhà Bàn. Các bạn xem chuyện vui khỏe hạnh phúc thành đạt. Xin Nô là bạn của Sang Cục Điện đó. Hẹn gặp lại các video sau. Đây nè. Nè đi mình lo quay Sang Cục Điện rồi nè. Đó. Đó, rồi. Rồi, tối nay lên coi hai video của tao coi.